Ô được nhà đầu tư săn đón, Laguna Bình Châu Integrated Resort là dự án nghỉ dưỡng được định vị theo phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu có thu nhập cao. Tổng quy mô dự án là 27,5 ha bao gồm hai phân khu, Premier Villas và phân khu Luxury Villa and Resort. Trong đó, phân khu Premier Villas với pháp lý sở hữu lâu dài khi mở bán đã nhận được sự đón nhận của thị trường. Hồ Tràm, Bình Châu có tiềm năng lớn về bất động sản. Tuy nhiên, số lượng biệt thự biển tại đây còn hạn chế, biệt thự biển pháp lý sở hữu lâu dài lại càng khan hiếm. Sự có mặt của Laguna Bình Châu như giải tỏa cơn khát của nhà đầu tư đang săn tìm biệt thự biển sở hữu lâu dài tại đây. Hơn 90% số căn trong rổ hàng được mở bán đã tìm được chủ nhân và không ít nhà đầu tư sở hữu luôn hai căn để đón đầu cơ hội đầu tư. Với giá bán chỉ từ 8,6 tỷ một căn biệt thự biển sở hữu lâu dài cùng lối kiến trúc sinh thái bản địa độc đáo, thu hút nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước. Không ít nhà đầu tư nhìn nhận, một yếu tố mà ít nhà đầu tư để ý là năng lực của chủ đầu tư quyết định tiến độ và khả năng thi công có đảm bảo đúng với kiến trúc ban đầu. Nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ khi trong lễ mở bán đầu tiên, chủ đầu tư đạt ra đã chứng minh năng lực thông qua việc triển khai xây dựng khu quần thể Premier Villas, dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2020 cùng không gian cảnh quan và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Thay vì chỉ tham qua nhà mẫu, chủ đầu tư mong muốn mang đến trải nghiệm thực cho nhà đầu tư